Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 20 tháng Giêng 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Kính thưa quý vị, khi nói đến bất bình của người dân miền Nam Việt Nam, thì thế giới Tây Phương hay phóng đại để tôn sùng lý tưởng của những người từ bỏ miền Nam, đi theo tiếng gọi của lý tưởng Cộng sản. Báo chí Thiên Cộng trong thời chiến đã ca tụng không ngớt những người quay về phía bên kia như Trương Như Tản, Huỳnh Tấn Mẩm, nhưng không mấy ai nhắc đến những bất bình của những người từ những cái nôi của cách mạng bước ra đi theo hướng tự do của miền Nam. Phan Nhật Nam là một hình ảnh đối nghịch của Trương Như Tản. Khác với Trương Như Tản, Phan Nhật Nam không phải là người sinh ra trong giới thượng lưu. Ông không đi du học ở Pháp, không làm chủ đại công ty, không tiếp xúc với thế giới Tây Phương từ bé. Phan Nhật Nam là con em của một gia đình người cha bỏ đi theo Cộng sản từ ngày ông chưa được 5 tuổi. Cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc. Quanh ông là những người bạn khác còn bần hàn hơn, như Phan Duy Nhân, cha là gác cổng xe lửa, mẹ ho lao, em mắc chứng bệnh động kinh. Phan Duy Nhân đã cho rằng cách giải thoát duy nhất ra khỏi địa ngục đó là con đường Cộng sản. Nhưng Phan Nhật Nam lại chọn con đường ngược hẳn với Phan Duy Nhân. Điều gì đã khiến cho ông kết luận khác? Điều gì đã khiến cho ông chọn binh nghiệp? Điều gì đã khiến cho ông gắn bó với các bạn của ông ở trường võ bị Đà Lạt? Đã khiến cho ông không ngần ngại để tuyên bố một cách hãnh diện: tôi là sản phẩm của Việt Nam Cộng Hòa. Có thể nói cuộc đời của Phan Nhật Nam là cuộc đời của một người chưa bước ra khỏi vòng đai của hai chữ bất bình. Ông đã sống, suy nghĩ và trăn trở với những bất bình mà ông thường xuyên chứng kiến trong cuộc sống. Những bất bình đó đã bật ra trong dấu binh lửa, đã theo dấu chân ông từ dọc đường số 1 qua dựa lưng nổi chết đến mùa hè đỏ lửa, vọt đến cao điểm trong tù binh và hòa bình, và đã tiếp tục theo âm rớt xuống vực thẳm ngục tù như hình với bóng sau năm 1975. Trong đêm tận thất thanh, phận người vận nước. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi đợt phỏng vấn thứ hai của VATV với nhà văn Phan Nhật Nam về những ký ức sớm nhất của nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện sau đây. Phan Lê Dũng xin kính chào quý khán thính giả và xin kính chào anh Phan Nhật Nam. Xin tân chào anh Phan Lê Dũng, thân chào quý khán giả đài VATV. Dạ thưa anh, lần này gặp anh là lần thứ hai. Lần trước mình có nói chuyện một số vấn đề và nhờ đó hiểu sâu thêm anh được một tí nữa, và xin hỏi anh về những cái vấn đề mà lần trước chưa có dịp hỏi. Anh hay nói là vấn đề gọi là bất bình tắc minh. Thì bây giờ mình bắt đầu từ cái chỗ đó và mình đẩy chỗ đó xa một chút nữa, là những năm mà anh gọi là anh ở chỗ gọi là NR, tức là nước ruốc đó, thì anh có thể nói thêm về những cái năm tháng đó, anh cái sự nhận thức của anh nó bắt đầu như thế nào, nó lớn lên như thế nào không anh? NR đó tức là chiến khu của thượng nguồn sông Hương. Tôi nhớ cái làng đó gọi là làng Vuốc. Thì bây giờ nếu mà đưa bằng dỡ bằng đồ ra thì nó cách thành phố Huế chỉ vài cây số thôi, cũng giống như là ngày trước là chiến khu là như kiểu Bà Điểm, Hóc Môn đồ vậy. Thì bây giờ nó là những cái khu đô thị của Sài Gòn. Thì ngày trước thì nói chỉ cái khu đó nó thuộc về vùng tả hạn của sông Hương, nó cách thành phố Huế khoảng 50, chưa dưới 10 cái số, nhưng mà lúc đầu gọi là chiến khu. Thì tôi chỉ nhớ rằng phải qua sông Hương thì mới đến cái vùng đó. Thì cái vùng đó nó là một cái chiến khu của nội thành Huế, đi xích lô lên được rồi qua sông Hương. Nhưng mà lần hồi từ cái chỗ đó sống trong cái không khí đó với là gia đình mình, là gồm có cả bố, cả mẹ, cả một bà chị em ruột, chị em chú bác ruột nữa, tức là bà Phan Thị Bạch Yến, là vợ ông Phạm Duy Tất đó, lúc đó cũng ở trong chiến khu đó. Thì các sinh hoạt ở đó, từ đó nó mới tạo cho đứa nhỏ chưa được 10 tuổi thấy được điều gì, thấy việc điều rất là sự khổ và sự ác. Sự khổ là gì? Là cái bà gánh củi
bà này có nhiệm vụ là mẹ cái chị Trang. Là chị Trang đó là người làm việc ở trong, giúp việc ở trong nhà tôi ở Huế, nhưng thật ra đó là một cái giáo liên. Thành thứ cái bà đây, bà mang củi, bà mang củi từ ở trên cái vùng chiến khu đó về Huế, bà đi quay như liên lạc. Thì có vào buổi tối là bà nấu cháo hồ, bà đút cho các du kích. Nhưng có một bữa không biết vì chuyện gì xảy ra, người ta nghi ngại rằng là bà đã lộ ra cái tin tức và người ta thanh toán bà. Biết ấy, tại nhân thấy một buổi sáng thấy bà ở trên cái, ở dưới cái lạch, cái sông, thì như vậy thấy sự ác. Tại sao mà mẹ chị Trang bị giết, ai giết bây giờ không biết. Thì có một nhân vật mà tôi có viết ở trong sách là chú Nhân, ông có khẩu súng. Thì tôi mới hỏi ông là thưa với chú Nhân, tại sao con thấy trong cine khẩu súng nhỏ, còn khẩu súng của chú là lớn vậy? Thì nói súng này là súng con thấy mà trong đó là súng, súng giả, còn súng của chú là súng để giết tay. Vâng, ngày dữ dữ dằn quá. Rồi mẹ tôi mà nếu từ Huế lên thăm ba tôi, hai ông bà đưa ra sông tắm, thì khi nào có người rình, khi nào có người rình đặt ấy. Thì tôi chơi ở trên bờ, tôi thấy người đó rình. Thì thưa với anh Lê Dũng và thưa quý vị, đó là những ấn tượng đầu tiên, những ấn tượng đầu tiên của một đứa bé về trong cái chỗ gọi là chiến khu. Và tôi tin chắc rằng đến cái điều này là tôi thuộc những bài hát của lúc đó, mà đến giờ này đặng cho mấy triệu người của Đảng Cộng sản ở Hà Nội cũng ai nhớ hết. Tôi nhớ bài Hò Kéo Pháo, tôi nhớ bài về Hồ Chí Minh, tôi nhớ bài của Tô Hữu. Ví dụ như bài Nhớ Hoài của Tô Hữu, mà chắc chắn nếu ông ta còn sống hỏi ông cũng nhớ nữa. Nhưng mà tôi nhớ Hoài Bi ơi sao mới được nửa đường, răng bi chết tình hình oan uổng giữa. Hoài tức là một cái người Việt Minh đã chết 20 tuổi, đời mi đang căng dựa, hứa một mùa hoa đẹp quả thơm ngon, vân 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 vân. Thành thứ những điều đó nó vẫn còn nằm với tôi đến hiện tại. Mà nếu xa hơn một chút nữa, lắm phải năm, những năm 50, mà năm 40, năm 43, 42, 46, từ năm ấy là nộ mặt trận Việt Minh, mà trên cái đường đi về Huế, thì tôi nghĩ năm đó cao lắm là nó phải nằm năm 47 thôi. Vì sau khi vợ mặt trận Việt Minh là tháng 12, tháng 46, sau đó thì từ chiến khu trở về Huế, thì tôi đi chưa được vững, bố tôi phải bế. Và trên đường đi về Huế trong cái đêm khuya, thì tôi nghe trên thuyền người ta nói trà lá. Thật ra bây giờ mới biết đó là những cái xác chết mà người ta kết lá, người ta thả trôi sông. Thưa với anh Phan Lê Dũng, thưa với quý vị, những cái ý niệm không biết sao, đây là một cái phản ứng về sinh lý hay là tâm lý tôi không biết, nhưng những cái điều mà từ những năm 45, 46 kia, cái cảm giác ở trên tay ông già mình bế đi trong đêm về Huế, cái cảm giác ngồi trong cái khoang thuyền nửa đêm mà trôi theo dòng sông, tôi nghĩ là sông đó là phải sông Hương để đi về Huế. Rồi cái cảm giác ngồi dưới hầm với bà nội, và cái đất nó lạnh, nó chạm vào người, tất cả cảm giác đó khó đủ. Chứ đừng nói cảm giác mới mẻ hơn là sau 1950. Thành thứ từ đấy và 60, rồi 61, 62, hình như thời gian không có tác động gì với tôi hết. Tất cả được còn nguyên cảm giác, còn nguyên cảm xúc, còn nguyên, không phải là trí nhớ nữa. Trí nhớ chỉ là một cái lớp phía trên thôi, còn một tầng sâu lắng ở phía dưới. Cho nên thưa với anh Phan Lê Dũng, thưa quý vị, bất bình tắc minh, không có gì ghê gớm hết, chỉ là đời sống của con người. Lúc đấy luôn luôn và tôi đặt, tại sao nó xảy ra như vậy? Tại sao nó ác như vậy? Tại sao nó khổ như vậy? Đó là câu chuyện mà tôi nghĩ rằng từ đứa bé 5-10 tuổi cho đến bây giờ một ông già 70-80 tuổi, nó còn nguyên như vậy. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình chúng tôi xin tạm ngưng đây và xin hẹn gặp quý vị vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.